bị tâm lý chưa? Chào cả nhà nha. Hello. Hello. Nó đi. Nhà mày nó đi. Biết rồi đâu nó chạy. Nay anh em mình lại tiếp tục đi chinh chiến ban đêm nữa cả nhà. Nay anh em mình đổi hướng đi vừa đi câu cá vừa đi bắn cò luôn cả nhà. Anh em mình có câu cá rồi năm cần. Năm người đi năm cần nha cả nhà. Nay mà chuẩn bị đi tới 2 bài sáng đêm á mà nay đi câu không có gì chắc gì nó lại người ta luôn. Giờ anh em mình chuẩn bị đồ đạc bếp ga cái bọng rồi mình bỏ xuống chuồng hết cháu cả nhà. Xăng cộ rồi đầy đủ hết rồi. Giờ anh em mình đi thôi cả nhà ơi. Giờ tiếp tục là quên rồi. Cuộc hành trình sáng bắt. Cuộc hành trình sáng bắt ông tu của anh em mình nha. Giờ anh em mình đi thôi cả nhà. Let's go, lum. Lên cần anh em. Lên cần. Lên cần. 1 2 3 lụm. Đù quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Anh em mình cũng xuống cần nha cả nhà. Bây giờ anh em mình đợi thành quả thôi. Đù đù quá. Quá quá. Khủng. Wow. Khỏi giật luôn đi. Ở dưới rồi. Từ từ. Tính. Ôi, trọng à. Lắm. Ô, dính đường con đó cả nhà. Rồi, đang gỡ cái ngát thì bên đây lại dính con cá út nữa cả nhà. Quá tuyệt vời. Ủa, đây cá út. Dưới cái ngát đây cá út cả nhà. Lụm có hàng cả nhà ơi. Có hàng à. Gần mình chưa thấy đồng tỉnh gì hết. Vậy nè cả nhà. Thôi không. Vậy nè giờ mình giật thử nha. Còn nhẹ gì. Quay nhẹ cả nhà xem. Không á, chữa nó. Trời ơi nó quay đù xanh. Trời ơi nó quay. Ôi trời con cá nó bự. Ông nội mẹ ơi. Xíu nó rớt cũng đèn luôn rồi. Lụm cả nhà ơi. Đây. Ba có. Nó đây cả nhà ơi. Kéo uống sức cái mép luôn. Coi nó men nó dính nha cả nhà. Tiền liền. Ừ cái đèn dính còn gì là cái anh trai. Cái dầu cá. Dầu cá bún này. Cái chanh luôn quá. Xuống gặp. Ông ơi. Mặt trời. Căng thẳng vậy. Cá bự không? Trời ơi quăng đọt nè. Cái gì? Nó đúp đi. Trời ơi, đủ máy sức luôn rồi. Chết tay cầm. Chết mẹ rồi. Rồi, sao rồi. Xài lốt. Không sao. Sao? Quá về mua cái tay khác không gắn thôi. Rồi, ok. Trời ơi, nó quay con cá chút xíu rồi mà xúc tay cầm, tay quay, tay lưa. Dữ dằn. Nãy giờ có một hình con cá này nãy giờ luôn á. Nãy giờ con cá út không đó nha. Út không à. Được con cá ngát nãy nè. Đừng có phèn nó chứ. Có phèn đó. Vậy, vô coi. Vậy. Tới luôn đi. Vô luôn. Ê con, đừng vô coi chứ. Cái gì nó phóng như rồi. Trời thôn. Vàng trắng. Vàng. Dạ, chị mày lấy nút vàng nha. Nút vô công. Rồi nó kêu nè. Rồi chị chuyển cam 2 nha. Lên lên. Lên hàng nha ơi. Sao đây? Có nào đây? Ôi trời mơ Simon ve cái Út. Ồ, hết hồn đứng bự thấy quần căng quá trời luôn nha. Ê, lụm được cá phèn cả nhà ơi. Gôn dữ vậy. Ông này cũng cá ăn đang kéo lên nè cả nhà, coi có không cả nhà. Dính không, Dính. Vũ xảy đó, cá phèn dễ xúc lắm á. Ê, cá Út cả nhà ơi.
lên hàng. Đây, hai con một lượt luôn cả nhà. Út mốt nha. Bự bự cả nhà. Cái này mới bự thiệt nè. Cái này bự thiệt nè cả nhà. Bự thiệt. Giật cái bên. Được không? Đấy, còn dưới rồi. Hát cử cái bự. Kéo ghê quay luôn rồi thấy không? Giật. Ui. Ngát này. Ui. Chạy ghê. Ui, ngát. Ôi bự đâu, vừa không bự. Đây. Được con cá ngát thứ hai luôn cả nhà ơi. Bây giờ được hai con ăn cá ngát. Tốt quá trời luôn. Út nóng lạnh luôn rồi. Chứ tao nói ở đây có cá ngát mà. Thấy chưa, thấy chưa? Nói rồi. Mời cả nhà ăn lẩu thái nha. Mời cả nhà. Lẩu thái cho anh em mình nha. Mời cả nhà. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Vô. 1 2 3 vô. 3 2 1 ăn. Vô cả nhà ơi. Đói bụng quá nè. Quá. Mời cả nhà nha. Cũng có một chú đi bắt cá cho anh em mình được một con cá ngát anh em ơi. Đây. Chú nói là không hợp với cá ngát. Chú cho anh em mình được con cá ngát. Quá cá luôn kìa. Cá chẻm hay gì? Nói bự không? Quá khứ rồi. Một ghe cá luôn. Ghe cá luôn cả nhà. Cá cả nhà ơi. Tiếp tục là cá anh em ơi. Cái gì đây? Khui. Ui, lại là cái út này cũng bự. Không lại. Trò. Đâu rồi? Trò. Chân. Ờ, mời. Vô. Tiếp vào anh em ạ. Ây da, mũi. Dạ. Bữa anh em mình 2 giờ, cũng 2 giờ sáng cả nhà. Anh em nào nấy á đụ chứ mày, nào nấy mắt sụp mí chứ mày nhà. Nói chung anh em mình hôm nay câu được cũng bỏ rất là bộn cá luôn á nha. Vì nói chung là lúc trước mình câu cũng nhiều lắm á, vậy nay cũng gì cũng hơi thất đó cả nhà. Lâu lâu mình khai trương mình đi làm clip câu cá rồi cho nghe, đổi chủ đề cho cả nhà xem giải trí đồ bắn cò hoài cũng gần hết mùa cò luôn rồi. Giờ được mấy chục con ốc gì đó với 2, 4, 5 cá ngát cả nhà. Sáng nay anh em mình chắc tới một chuyện để chiều ngày mai chủ nhật anh em mình live rai rồi. Giờ cũng khuya rồi, clip cũng dài rồi. Anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà ơi. Cái là cả nhà nhớ like nha, like nhiều đăng ký kênh ủng hộ anh em mình để anh em mình có động lực lặn lội săn bắt cho cả nhà, chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Giờ anh em mình xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye. Bye. Ngủ.